Quý vị và các bạn đang đến với tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 16 tháng 10 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Bản tin ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng thông tin huấn luyện viên Kim Sang-sik báo cáo về đội tuyển Việt Nam. Chiều ngày 15 tháng 10, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú đã đại diện thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam chủ trì cuộc họp với huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik xoay quanh kế hoạch hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng sắp tới của đội tuyển quốc gia hướng tới giải vô địch Đông Nam Á 2024. Tại cuộc họp, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã báo cáo về kết quả chuyên môn của đội tuyển qua hai đợt tập trung và thi đấu giao hữu dịp FIFA Day tháng 9 và tháng 10 vừa qua, trong đó nêu rõ những khó khăn và thuận lợi của đội tuyển cũng như những vấn đề hạn chế cần khắc phục về nhân sự. Lối chơi đã bộc lộ qua các trận đấu với đội tuyển Nga, đội tuyển Thái Lan và mới đây nhất là trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đồng thời cũng tiếp thu ý kiến đánh giá về những đóng góp về chuyên môn của Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển và Phó Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia Mai Đức Chung, cùng hướng tới mục tiêu chung là giúp đội tuyển thi đấu tốt hơn khi chính thức bước vào giải vô địch Đông Nam Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Anh Tú khẳng định VFF sẽ tiếp tục đảm bảo chương trình hoạt động cho đội tuyển được vận hành theo kế hoạch đã đề ra. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc dự kiến từ ngày 21 tháng 11 nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cho mục tiêu vào chung kết ASEAN Cup 2024. Tại AFF Cup khởi tranh từ ngày 8 tháng 12, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B sẽ cùng Indonesia, Philippines, Myanmar, Lào tranh hai vé vào bán kết. Vòng 4 V-League 2024-2025 mới diễn ra được 5 qua 7 trận đấu do hai trận đấu giữa Nam Định với Hà Tĩnh và Hà Nội gặp Công an Hà Nội lùi lịch tới ngày 19 tháng 1. Trước đó, 5 trận đấu sớm đều được ban tổ chức áp dụng công nghệ VAR. Theo thông tin từ phía ban tổ chức, hai trận đấu còn lại của vòng 4 V-League 2024-2025 cũng sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, thì vòng 4 V-League 2024-2025 sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, bởi đây là lần đầu tiên một vòng đấu ở V-League mà 100% các trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. Ở mùa giải 2024-2025, ban tổ chức đang vận hành 4 xe VAR. Trong thông báo từ đầu mùa giải, VPF sẽ cố gắng áp dụng VAR ở tất cả các trận đấu nhằm đảm bảo công bằng cho các đội. Tuy nhiên, do lịch thi đấu và số lượng xe VAR có hạn nên phải tới vòng 4, thì VPF mới lần đầu tiên áp dụng VAR 100% các trận. Tiếp tục với thông tin, Quang Hải và Lâm Văn Hậu Đỗ Kim Phúc tặng 1.000 quả bóng cho trẻ em nhỏ vùng cao. Với động lực gieo mầm ước mơ nuôi dưỡng tình yêu bóng đá, nhiều ngôi sao liên quan đến lĩnh vực của môn thể thao vua đã chung tay thực hiện dự án 1.000 trái bóng cho em. Khởi đầu cho chiến dịch này là Đỗ Kim Phúc, một trong những nhà sáng tạo nội dung bóng đá nổi tiếng nhất Việt Nam. Đồng hành với Đỗ Kim Phúc trong dự án này là nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam, có thể kể tới Nguyễn Quang Hải, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Phạm Tuấn Hải, cựu tuyển thủ quốc gia, quả bóng vàng nữ Đỗ Thị Ngọc Trâm. Tất cả đã đóng góp vào quỹ điều ước thể thao để tặng 1.000 quả bóng cho các em nhỏ mơ ước trở thành cầu thủ tại những vùng khó khăn. Được biết, trong 20 ngày của tháng 9, nhóm thiện nguyện đã đi qua 20 tỉnh thành dọc dải đất hình chữ S, từ miền Bắc tới đất mũi Cà Mau. Có những nơi khi dự án ghé qua, quãng đường di chuyển trở nên khó khăn hơn do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, nhưng điều này cũng không thể cản trở hành trình của cả nhóm. Trải qua những cung đường ngoằn nghèo di chuyển tới những nơi không có điện, không có sóng điện thoại, tôi mới thấy ở Việt Nam còn nhiều nơi thực sự rất khó khăn. Tôi cùng ekip cũng đã nhiều lần phải trao đổi và tìm cách giải quyết, không chỉ là những trái bóng, đó còn là những thùng sữa, đồ chơi và những món đồ khác trao tận tay các em nhỏ. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các em khi cầm trên tay những trái bóng mới, tôi cảm thấy rất xúc động, đó chính là động lực để tôi và ekip cố gắng hơn mỗi ngày, Đỗ Kim Phúc nói. Tại Tuyên Quang, một tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Yagi, bên cạnh việc tặng bóng, nhóm thiện nguyện cũng đã làm những bữa ăn cải thiện cho các em nhỏ, chung tay khắc phục hai cây cầu bị gãy để người dân có thể di chuyển dễ dàng hơn qua những đoạn nước còn chảy xiết. Chiều ngày 15 tháng 10, tiền đạo Rafael Sơn được trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Chứng kiến buổi lễ có lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Nam Định, lãnh đạo câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và vợ Rafael Sơn. Sau khi nhận quyết định, Rafael Sơn xúc động phát biểu: "Các gia đình tôi đang sống ở Việt Nam, với tôi đây là quê hương thứ hai. Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở thành công dân Việt Nam. Tôi xin cảm ơn ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo các cơ quan bộ ngành Việt Nam, tỉnh Nam Định, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã hỗ trợ tôi để tôi biến ước mơ thành hiện thực. Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam và nỗ lực hết sức mình để cống hiến cho bóng đá Việt Nam."
Rafaelson sinh năm 1997 tại Brazil, bắt đầu sang Việt Nam chơi bóng từ năm 2020. Sau khi đáp ứng đủ điều kiện, Rafaelson được câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định hỗ trợ các thủ tục nhập tịch Việt Nam trước thềm mùa giải 2024-2025. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, anh được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Rafaelson sẽ mang tên Nguyễn Xuân Son. Tại V-League, cầu thủ này được câu lạc bộ Nam Định đăng ký trong vai trò cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài nhập tịch. Sau khi trải qua thời gian chờ đợi quyết định chính thức, Nguyễn Xuân Son đã hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu cho đội bóng Thành Nam ở giải quốc nội. Dù vậy, khả năng triệu tập cầu thủ này lên tuyển sẽ được xác định trong tương lai. Đội tuyển Trung Quốc thắng 2-1 Indonesia ở trận đấu diễn ra tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á vào ngày 15 tháng 10. Sau trận đấu, nhiều tờ báo đã chấm điểm cho cầu thủ nhập tịch Zeyne Batinama số điểm thấp nhất trận. Trang Footmark chấm điểm cho Zeyne Batinama là 4,6 điểm, trong khi đó tờ 163 chấm điểm cho cầu thủ này là 5,7. Tờ Radar Joja của Indonesia chấm cho Batinama là 5,8 điểm. Trong trận gặp đội tuyển Trung Quốc, Batinama mắc lỗi trực tiếp dẫn tới một bàn thua của đội tuyển Indonesia. Hậu vệ cánh trái này không có pha tắc bóng thành công nào. Tỷ lệ chuyền dài thành công và tạt bóng thành công của anh cũng rất thấp, 0%. Huấn luyện viên Shin Tae-yong bố trí Batinama ra sân từ đầu nhưng đầu hiệp 2 đã rút cầu thủ này khỏi sân để tung Riho vào sân. Việc huấn luyện viên Shin Tae-yong sử dụng Batinama đã bị chuyên gia bóng đá Indonesia là KCB Handoyo chỉ trích, có sự thiếu rõ ràng trong chiến thuật của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Tại sao đội tuyển Indonesia luôn thay đổi đội hình như trận gặp đội tuyển Trung Quốc? Điển hình là trường hợp của Batinama đột nhiên được đá chính. Thực tế khi đội tuyển quốc gia đấu với Bahrain, mọi thứ vẫn ổn với đội tuyển Indonesia. Chúng ta chỉ thiếu Jordi Amat vì chấn thương. Tôi nghĩ huấn luyện viên Shin Tae-yong quá táo bạo khi thay đổi đội hình với những cầu thủ không quá quan trọng. Cuối cùng là thông tin Nguyễn Philip khoe trình nói tiếng Việt trước thềm đại chiến với Hà Nội. Trên trang cá nhân của mình, thủ thành của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chia sẻ đoạn clip tham gia thử thách nói tiếng Việt của mình. Cùng với đó là câu hỏi: mọi người thấy trình nói tiếng Việt của tôi đã tốt hơn hay chưa? Dù chỉ là những từ, cụm từ đơn giản nhưng đoạn clip ngắn của Nguyễn Philip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ đến từ người hâm mộ. Trước đó, thủ thành sinh năm 1992 từng chia sẻ với báo giới rằng anh cùng cô vợ mang dòng máu Việt kiều cũng đang tích cực học tiếng Việt trong thời gian qua. Dù đây không phải chuyện dễ dàng, tôi và vợ có một giáo viên dạy tiếng Việt riêng. Chúng tôi có 2 buổi học mỗi tuần, cả hai đang tiến bộ dần dần. Tuy có chút khó khăn về vấn đề phát âm, nhưng tôi tin mình có thể sớm nói trôi chảy tiếng Việt. Người khác đền thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội chia sẻ. Trong đợt FIFA Days tháng 10 vừa qua, Nguyễn Philip đã cùng đội tuyển Việt Nam dự trận đấu với đội tuyển Ấn Độ. Đây cũng là lần đầu tiên thủ thành Việt kiều được trải nghiệm cảm giác không thua khi bắt chính trên tuyển. Sau trận hòa 1-1 trước Ấn Độ, Nguyễn Philip đã trở lại hội quân cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 4 LB Bank V-League 2024-2025. Trên sân hàng đẫy đoàn quân dưới quyền huấn viên Manu Pulkin sẽ có cuộc chạm trán với đội bóng cùng thành phố là câu lạc bộ Hà Nội. Tin nóng bóng đá Việt Nam ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.